Nay Quy Nhơn gió bấc dữ quá bà. Gió bấc này phải 40-50 cái số giờ. Thành ra là đi quay là gió. Mình đang đứng ở chỗ cầu chữ Y cơ mà, sông Hà Thanh. Cầu chữ Y mới làm lại cơ mà. Thì qua bên cái bờ sông Hà Thanh bên kia là mình thấy có cái chùa mà. Ngày bây giờ mình chưa biết cái chùa gì luôn. Tí mình đi qua cầu chữ Y nữa mà. Thấy cầu chữ Y thì người ta đang đứng cột cá hay làm gì đông đông. Rồi mình ghé qua chùa kia, coi thử có vô được, mình vô quay các bạn tham quan cái chùa. Chùa đó như mới xây lại cho khoảng trong vòng dưới chục năm mà mình nhớ. Mới xây lại đây. Rồi mình qua tham quan cho biết cái chùa mình. Bây giờ mình chưa biết cái tên gì nữa. Giờ mình đi nha các bạn. Đi qua cầu chữ Y theo cái đường Hoa Lư đây các bạn. Giờ mình đi lên cầu chữ Y các bạn. Kệ quay thêm cầu chữ Y các bạn qua xem luôn cho vui. Giờ đây người ta mới bắt cái dàn đèn các bạn. Dàn đèn sáng mà tối bật lên đẹp lên. Mấy cái sợi dây á, giờ dây đèn đó. Đây người ta câu cá hay là gì? À câu cá. Câu mà không có cần các bạn. Câu quay tay. Giờ quay bằng cước, quay bằng tay luôn. Gió lắm rồi. Gió phải muốn theo mình coi thông báo tới 45-50 cây số giờ. Mình đi ngược chiều nữa là gió ghê lắm. Cộng thêm với cái tốc độ của xe mình nữa là gió lên có thể lên tới 60 cây số giờ. Chỗ đây người ta bắt ruồi ra xe đỏ cua qua bên tay phải các bạn. Đây, tới cái cổng chào đây là như có chùa. Coi thử có vào được không? Đây bạn, ngay cổng chùa. Rồi ló nắng, để mình lấy đồ mình che nắng này. Đây các bạn, cổng quan cái chùa nhà, đứng ngoài đường quay vào này. Chưa biết chùa gì mà, thấy cái chữ Từ Bi. Bây giờ mình đi lại coi thử có vào được, vào quay các bạn xem cho vui. Chùa Phổ Minh các bạn, đường Lê Thanh Nghị. Chùa Phổ Minh, để mình đi vô trong thử. Thấy có mấy người họ tới tham quan. Đây là cái tượng Phật Bà thiệt đẹp lắm. Đừng nhìn là sắc sảo. Từ bằng đá. Bên hông chùa đóng cửa, nghe tiếng cái khánh tưởng chùa bên này ta đóng cửa. Đi qua phía bên kia thử coi họ mở cửa, đi lên chánh điện thôi. Đây, ở trong nhìn ra.
người ta dựng cái bảng là chắc là không cho lên. Đi qua bên đây, bên đây có cho lên thì mình lên chơi. Thấy xe để mà đóng cửa hết rồi. Mình lên gác thì thấy cửa là khóa mà. Cửa khóa không vô được. Nếu mình là quay cái chuông đó mà. Thấy có cái chuông lớn mà càng sắc sảo. Không biết cái năm niên đại nào mà không thấy ghi. Có mấy cái khánh nó kêu ở đây trước mà, trước cái điện này. Chù, gió mà thấy cái cây đó, gió ghê lắm. Rồi đóng cửa anh, thôi mình đi xuống. Chùa ở đây thì có vẻ mới mà. Sau này gió mà sao cũng không thấy ai rồi. Đây có cái lầu. Đây, phía trước sân chùa. Xi măng giả đá, giả gỗ. Cũng đẹp, kiểu cũng đẹp. Hòn non bộ. Có tài thiên này, con cọp, thành tạng. Mình lấy tổng thể chùa bạn xem dễ hơn. Chùa Phổ Minh mới sực nhớ lại. Lắng nghe kinh vàng kệ ngọt mở, tròn tuệ giác soi đèn bát nhã hiển bày tướng hảo ba thân. Lặng nhìn tăng sáng nước trong rũ sạch lòng trần, giọt nước cam lồ rưới tắt não phiền chín cõi. Hai câu đây hơi dài. Thôi xin chào các bạn.